phe đối lập Venezuela sắp gặp quân đội Mỹ bàn về hợp tác quân sự. Cuộc gặp sẽ diễn ra vào thứ Hai, 20 năm. Theo tôi biết cuộc gặp sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao, và đại sứ của chúng tôi sẽ nói cho các bạn biết kết quả của cuộc gặp này. Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, người tự xưng là Tổng thống lâm thời của Venezuela, phát biểu trong cuộc họp báo hôm 14 tháng 5. Trước đó, Carlos Vecchio, người được ông Guaido coi là đại sứ, đã thay mặt thủ lĩnh đối lập gửi thư cho Đô đốc Guy Fowler, chỉ huy Bộ Tư lệnh phía Nam Mỹ. Hôm 11 tháng 5, ông Vecchio cho biết Tổng thống lâm thời Guaido đã chỉ đạo ông liên lạc với Bộ Tư lệnh phía Nam Mỹ để kêu gọi sự hỗ trợ từ Washington. Trong thư, ông Vecchio đã đề nghị Bộ Tư lệnh phía Nam Mỹ tổ chức một cuộc gặp với phái đoàn kỹ thuật để thúc đẩy việc lên kế hoạch chiến lược và hành động nhằm khôi phục nền dân chủ tại Venezuela. Trước khi phe đối lập Venezuela đề nghị Mỹ hỗ trợ quân sự để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay, tại quốc gia Nam Mỹ, Đô đốc Fowler nói rằng ông rất chờ đợi được thảo luận về việc bằng cách nào để Mỹ có thể hỗ trợ vai trò trong tương lai của các chỉ huy hải quân Venezuela. Ông Fowler cho rằng đây là những người sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, đặt người dân Venezuela lên trên hết và khôi phục trật tự hiến pháp, bằng việc đứng về phía Tổng thống tự phong Juan Guaido. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từ lâu đã cáo buộc Mỹ về âm mưu lật đổ chính quyền hợp pháp do dân bầu tại Venezuela. Chính quyền Maduro cũng chỉ trích thủ lĩnh đối lập Guaido vì nỗ lực của ông này trong việc lôi kéo quân đội nước ngoài xâm phạm chủ quyền của Venezuela. Chúng tôi phản đối bức thư được viết bởi một trong số các lãnh đạo đảo chính để kêu gọi can thiệp quân sự vào Venezuela, thay mặt cho một nhóm những kẻ chủ mưu đảo chính tiến hành các hoạt động khủng bố nhằm gây ra sự hỗn loạn và bất ổn cho đất nước chúng tôi, Phó Tổng thống Venezuela Delcyro de Rivet nói. Trong một diễn biến có liên quan, Tòa án Tối cao Venezuela ngày 14 tháng 5 đã cáo buộc 4 nghị sĩ đối lập tội phản quốc và kích động bạo loạn. Trước đó, 10 nghị sĩ đối lập cũng phải đối mặt với cáo buộc tương tự khiến sự căng thẳng giữa chính quyền đương nhiệm và phe đối lập ngày càng tăng nhiệt. Cũng trong ngày hôm qua, lực lượng an ninh Venezuela đã phong tỏa tòa nhà quốc hội, không cho phép các nghị sĩ vào dự họp với lý do có thiết bị nổ bên trong. Lực lượng an ninh đã tiến vào tòa nhà quốc hội ngay trước khi bắt đầu phiên họp dự kiến thảo luận về việc tòa án tối cao Venezuela truy tố những người có liên quan tới cuộc đảo chính bất thành của phe đối lập hôm 30 tháng 4. Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido đã lên tiếng chỉ trích động thái của lực lượng an ninh Venezuela, cho rằng chính quyền Maduro đang tìm cách đóng cửa quốc hội vốn do phe đối lập kiểm soát. Tổng thống tự phong cáo buộc chính quyền Maduro gây sức ép nhằm bịt miệng quốc hội và đe dọa các nghị sĩ đối lập. Thành Đạt, theo RT, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.